Ở trong quân đội ấy thì không tự nấu ăn được, cho nên thì ăn vẫn ăn nước thịt với nước cá chan chan vào cơm để ăn. Và hỏi như vậy có phải là ăn chay không? Cái này giống thầy hệt ngày xưa chưa xuất gia, phát nguyện ăn chay, nhưng mà để lên cô thịt cho con gà và không ăn thịt gà mà chỉ ăn gì ăn rau thôi. Và có ông cụ bên nhà hàng xóm nói là xuất gia đi tu ăn chay, tức là không ăn muối. Cho nên là nhịn muối từ hôm 19 tháng Giêng cho đến ngày mùng 8 tháng 2, không ăn tí muối nào, mặt mũi nó cứ bùng bùng lên. Thế là đến chùa người ta hỏi vì làm sao mặt mũi cứ bùng bùng lên đấy, bảo con ăn chay. Thế hỏi ăn chay làm sao mọi người ăn chay mặt có bùng đâu? Hóa ra mình thì mình thiếu muối. Không ăn muối, người ta đang ăn muối cho nên bỏ muối đi mà cái bản nó bùng bùng lên. Thế hỏi thế ai bảo ăn chay là không ăn muối? Bảo là ông cụ hàng xóm ông bảo thế. Ở đây thì Phật tử có dẫn chứng nói rằng Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng về lục tổ Đàn Kinh có nói về ngày Huệ Năng. Sau khi được ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền cho tâm pháp và y bát, dạy xuống đi về phương Nam lãnh nạn một thời gian. Thì sau khi nhân duyên đầy đủ chín muồi mới có thể ra Hoằng Pháp được. Thì lục tổ Huệ Năng thì theo lời ngũ tổ Hoằng Nhẫn dạy cho nên là cũng đi đi trốn, lẩn trốn 15 năm với đám thợ săn, không nói tung tích mình là một vị tu sĩ đã đắc pháp, cho nên cứ coi như là mình là một người bình thường đi theo cái đoàn thợ săn. Và hàng ngày đoàn thợ săn thì săn được thịt đó, săn được thú rừng đó, làm thịt đó, thì ngài cũng ngắt một nắm rau bỏ vào đấy và ngài thì ăn rau, còn đó, đám thợ săn thì ăn thịt. Đấy, thì Phật tử này cũng hỏi là nghe nói như vậy nhưng mà chúng ta biết là lúc đó tổ đấy gì? Tổ ăn để độ cho gì cho các loài thú đó, còn bây giờ chúng ta ăn quan trọng nhất chúng ta ăn có độ được không, chắc chắn là không độ được tí nào cả. Chúng ta ăn chỉ có gì khởi tâm tham mà ăn, đại đa số chúng sinh chỉ khởi tâm tham mà ăn thôi. Còn ở đây Phật tử nói là muốn ăn chay nhưng mà ở trong quân ngũ còn đang phải công việc phải như vậy vân vân đó thì rất khó để giữ gìn được. Thì cái này thì theo thầy thì nó tùy duyên đi, nó không nặng nề là nếu Phật tử còn ở ngoài như vậy, ngoài đời như vậy, hoặc là trong quân ngũ như vậy thì chúng ta phải chấp hành những cái nội quy quy định ở trong quân ngũ. Chúng ta phải hòa đồng với họ. Và đặc biệt là ở đây thì nếu mà như vậy thì có thể Phật tử phát nguyện ăn chay là ăn chay theo theo ngày. Đó. Ăn chay theo ngày cũng được, tháng 2 ngày hoặc tháng 6 ngày. Đối với Phật tử tại gia Đức Phật khuyến khích tháng 6 ngày hoặc là tháng 10 ngày đó là quý lắm rồi. Còn sau này khi mà làm công việc xã hội xuất ngũ rồi chẳng hạn thì về nhà mình tự do tự tại, lúc đó mình mới có thể phát nguyện ăn chay trường thì cũng được. Còn bây giờ thì nếu mà cảm thấy mà chưa được, sức khỏe nó chưa đủ, không đủ để cho mình hoạt động nặng, vì ở trong quân ngũ chúng ta biết có những lúc là phải rèn luyện, phải luyện tập rất là gì, rất là gian khổ, rất là vất vả. Mà người mà không có đủ sức khỏe thì không thể nào mà luyện tập được. Cho nên ở đây thì theo thầy thì Phật tử nên suy nghĩ, cân nhắc lại cái việc ăn chay trường và ăn chay thì ăn chay theo 1 tháng, 2 ngày hoặc 6 ngày hoặc 10 ngày như Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Đó. Đối với Phật tử tại gia, Phật tán thán 6 ngày ăn chay được là quý rồi. Nhưng còn ăn chay trường được thì càng quý nữa, nhưng mà phải xem xét cái công việc hiện tại của mình có phù hợp không, đủ sức khỏe hay không. Có cái chuyện về Phật tử này nói là có một số bạn bè nói là làm gì mà phải khổ thế hay là ngu hay vân vân gì đó, thì cái đó thì thôi theo thầy không quan trọng. Mình là người tu thì người ta có chửi, có sỉ nhục mình, có nói mình ngu si hay là thế này thế khác đó, thì mình cứ an nhẫn mà niệm Phật một câu A Di Đà Phật, thế là cho nó trôi hết tất cả những lời phỉ báng, những lời gièm pha của người đời đi thì tốt hơn. Nhưng còn điều ở đây quan trọng nhất là phải xem xét để phù hợp với cái công việc của mình đang làm, nó có đủ sức khỏe hay không. Đó, còn Phật tử này nói là khi ăn ăn thì chỉ ăn 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 nước cá và nước thịt thôi, thì không ăn thịt chỉ ăn nước thôi, như vậy có được không? Thì cái này thì thôi thì cũng Phật tổ thì trong giới luật của Đức Phật thì có khai ra chỉ phạm, có khai ra chỉ phạm, tức là có những việc thì khai cho. Ví dụ trường hợp của Phật tử này chẳng hạn mà còn đang ở trong quân ngũ như vậy, mà những ngày mà ở trong quân ngũ họ nấu sẵn như vậy mà mình không có canh gì khác, làm gì ở trong quân ngũ có chuyện ăn chay đâu, không có chuyện ăn chay. Mà tự mình mang đồ đi thì sợ rằng mọi người họ sẽ ở trong quy định trong quân ngũ là không thể được.
Thì cái trường hợp này thì thôi hoan hỷ cho có thể Phật, xin Phật hoan hỷ cho con những ngày đó thì cho con thì xin được ăn gì, ăn nước cũng được. Tức là chúng ta ăn nước được. Giống như lục tổ Huệ Năng này đi theo đám thợ săn nhưng mà mình không nhiễm vì đám thợ săn, không nhiễm với đám thợ săn. Đó. Thế còn đây mình ở trong quân ngũ nhưng mình không nhiễm cái thói gì, thích ăn gì, ăn thịt của chúng sinh như là đồng đội của mình. Mà mình chỉ gọi là ăn tí nước để gọi là nuốt trôi bát cơm thôi để đủ sức khỏe thôi. Thay vào đó mình ăn thì bình thường mình ăn 3 bát thì bây giờ mình ăn tăng thêm 1 bát nữa là 4 bát, thế là đủ sức khỏe thôi. Cố thêm một tí ăn thêm tí cơm nữa. Miễn là làm sao phải đủ sức khỏe để cho mình phục vụ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.